Hello, xong xoa công để tặng ngọc nhé. Mở kênh channel How to Create một đoạn tiết. Chẳng ngày nay How to Create những cái nhóm miền sầm nô muối trong xu từ cần bóng ôn tặng ngọc này. Thật ta bóng ôn lục kinh tế thật ta computer đại bóng ôn cầm bông tại prapra rồi thứ ngày nắng miền mê rục đại tế. Bị sao ông lấy cái hạt thà virus computer virus. Ta công chúng ta bỏ bóng phổ nâng miền nằm nà ca dư khóc thông mà đà đại tế. Ta công chúng ta bỏ bóng phổ nâng khluộp ô tô lô tờ web xe để dương mình chọn bậc đại tế. Chẳng thay ní how to create nâng bằng hai chồng nôn 4 rủ biếp này ca đọc sài nâng nông ca prapra công chúng ta cùng oi mê rốt chlong cho khnông computer bỏ dưỡng nửa bê để dưỡng cầm bông tại bà bà chẳng tỏ ta tạm đàn video tập ngọt này. Bà tỏ dưỡng chấp đàm cho một con computer bỏ dưỡng chẳng khnông computer bỏ dưỡng vì tay tầm miền virus chlong một bì internet được cho lòng một pi ca prepra flash ca prepra USB ấy phim xe nhé nè nâng anh chẳng ngày nay nhóm nâng bằng hai buôn rụt biếp này ca ca pí cũng ở cho lòng virus một pi prop kháng cáo cho nông computer bỏ dưỡng để chia mua là hai thuở ở computer bỏ dưỡng nâng miền đồng nào cao sử dụng chập khôi chập đau rồi còn miền bánh hà muối để thay dưỡng mình ảnh tui dục bàn chẳng miền bọn ôn dương mua chùm nuốn cứ quạt bàn tình cao thì ca bì mê rộp bàn này thật computer virus protector quạt bàn tình computer quạt bàn tình cao thì ca bì mê rộp nâng dùng một đạn nâng nông computer bọc quạt bê kla cà nà dương đạn computer dương đạn cao thì để dương tình kê nâng dùng một nông computer bọc dương vì ai vừa ở computer bọc dương nâng đời dư nhưng vì miền Paul Papo kla kla đài phần tay này buôn chấm nổi để nhôm nâng bằng hai nâng cứ vì miền nâng nông computer dương sạch đời dương mình chạm bạch tình bị kê tế dân nhôm nâng bằng hai này có khả nè dân chấm nổi tìm mùi chấm nổi tìm mùi cứ ca update window bỏ dương dân crop window mình thay window 8 window 10 để dân á nè dân vì tay tầm miền option bỏ vía oi update dân đời xa ca update nâng cứ vì oi dương update chỉ riêng rồi khai đời xa tại vì update với để vì sủng cật nguồn nó cứ security cứ copy cái chlong virus phim xin copy bị ca hack mô bị khang cài chẳng đồng bây update window bỏ dưỡng dương chô được nông bộ tông start tập mô dương chô setting nì chẳng cái lành window update cái lành cái data update and security chẳng những chọc lưu viên máu chẳng update security dừng chơi cái line check for update dừng check for update mà computer phía chắn cứ có đại chạp ở rộng hay có đại update chẳng cái update cứ xâm khăn bằng bọt cứ vì xâm khăn xâm rạp computer bỏ dừng vì vừa ở computer bỏ dừng căn tài rừng mồm nông ca ca pi nông ca ca pi cái chlong virus mô bị khăn cao chẳng nì cứ nhóm bạn check cả update nó cứ vì tranh màu chè chẳng là tập hồi vía vì vì miền muối bị bay buồn pram và muối pal chẳng pal đại vì nâng tra download hay nâng vì vì nâng thuê cả update auto một tịch luôn vì tạm đòn chẳng Windows Security Update ở đã flash layer chẳng vì có bùng download chẳng việc download tặng chẳng cana việc download hay vì nâng xua dương thay nhẹ tất cả update vì đề tì bởi tập máu dương click update tức vì nâng automatically restart hay nâng update luôn vì là hồ đó chọc chẳng hết nè ok chấm nói tí pì chấm nói tí pì cứ tầm ra anh ấy tặng ọc này cho tụi bậc window firewall window firewall cứ nâng nâng control cho nhưng chỉ start window mới dương quay bị thay control nè control panel chẳng những chuột lưu về máu ni khăn cầm cứ dừng khơi window defender firewall
dân cho lưu viên mà nên cái nào đại dương an toàn bớt cứ vi chân khoai bùa cả hòm được chưa này chân đầm bay bớt vía cứ dân cho turn on window defender firewall on or off cho máu dân cho turn on bật tắt máu dân cho ok chân window firewall nó vi cà pê group cà prapra computer bao dương bị pon từ internet xem xén chân vi cà pê cũng oi virus cho tam internet được cả check nơi website mùi dùm nguồn ok chân trong nội tí bí dân bàn bàn chóp chân trong nội tí bấy cứ tầm rơi này tổng ốc nế update được gọi pra Windows Security chân vì miên nực nông computer dân sạch chân cực Windows tổng ốc mình tha Windows 7, Windows 8, Windows 10 ấy cứ miên Windows Security tổng ốc chúng dân cho nông start menu dân quay bị tha Windows Security chúng dân quay bị tha Windows nè chúng vi chân nha Windows Security chúng cho lưu vi máu vi chân mòn chân chúng bớt sân chỉ khơi nhà thích sinh nhà bộ kêu tổng ảnh nóng bàn này tha computer bỏ dưỡng cứ vi ảnh miền virus protect đi tại bớt sân chỉ vì miền bánh hà virus protect cứ dừng chốt mưa cái này ní tập máu dừng scan dừng vô quick scan rồi có scan option dừng vì miền quick scan và miền full scan custom scan dừng quick scan bằng này ta scan mà prau mà plate cứ bởi sân chỉ miền virus cứ bị chạp dừng full scan nâng bằng này ta scan bên nông ở dry C dry D bỏ dưỡng cứ tầng ọ dừng trang prau bê về lìa đến dù đá là mới scan viết hay custom scan nó cứ dương dương trong scan tại ủ tờ hoa là dương miền trái C trái D hay nâng flat chân custom scan nó cứ dương ai chơi rồi trong scan tại trái D các bạn trong scan tại flat các bạn đây chẳng hạn chẳng window defend offline scan anh ấy liệt nãy dương scan với dương ở prapra internet đi phần tay xem rạp nhóm nhóm recommend ở điện thoại này prapra internet không long đập scan rùa ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកំឡុងពេល scan នឹងវាធ្វើឲ្យវាមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ការ scan បន្ទាប់មកយើងចុច scan now អញ្ចឹងវានឹង process ឲ្យយើង scan ហើយវាចាប់ virus automatically ខ្លួនវាអូខេអញ្ចឹងអានេះចំណុចទី3អញ្ចឹងមួយទៀតចំណុចទី4ចំណុចទី4ខ្ញុំតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា download កម្មវិធី USB card chúng bơ sân cho nên các anh chị ở download tí ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមនៅក្នុង description គឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច link នឹងទៅគឺអាច download បានហើយអញ្ចឹងកាលណា download បានមកយើងគឺជក់ file RAR អញ្ចឹងយើងមើលឃើញយើងដំបូងមុននឹង install យើង extract វាសិនអូខេនេះអញ្ចឹងកាលណា extract វាចេញជា folder អញ្ចឹងយើង double click លើវាមកនេះហើយយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា as administrator ចុច yes មកហើយយើងជ្រើសរើសភាសាដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសហើយចុច OK អញ្ចឹងវាកំពុងតែ process នេះអញ្ចឹងយើងចុច I accept the agreement ចុច next ហើយបន្ទាប់មកwe that the following program need to be closed before continue ចឹងដាក់យើងបិទមុននឹង continue យើងត្រូវបិទ Mozilla Firefox Firefox ឬក៏ Chrome ដែលយើងកំពុងតែបើកហ្នឹងគឺយើងត្រូវបិទសិនអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបិទរួចគឺយើងចុច next line នេះវាដាក់ថា create a desktop icon create a quick launch សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ចង់ create icon នៅលើ desktop ទេខ្ញុំដក tick វិញបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់នៅលើ desktop គ្រាន់តែ tick នេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុច next វា loading នៅ file មួយចំនួនអូខេអញ្ចឹង USB security ready សម្រាប់ install គឺ ready to install យើងចុច installអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺ free ទេអត់ត្រូវការ crack អត់ត្រូវការអីទេយើងចុច finish
chẳng vì nâng ràn máu vì nâng bạc máu okay, chẳng vì chạy nhá nè chẳng your computer is protect chẳng bà này thà computer bỏ hướng cứ trở bàn protect đói USBD security chắc hết ấy bạn nhóm trang đầm lang USBD security rồi đây xa tàn ấy cứ ca pia virus long tam flash rồi gọi USB để dương đọt cho con computer chẳng cái nào để dương đọt cho con computer cứ vì automatically cứ scan ở dương ok chẳng ở à lỡ nhóm chập đàm xa là bong đọt flash USB bỏ nhóm nhóm miền hạt đi external muối chẳng cái này dừng chụp đọt để tới ok chẳng nè ok chẳng này cứ USB đi security để nhóm bàn tầm làng mảnh cứ cái này dừng đọt dừng đọt cho được nông computer cứ vì automatically scan hay vì prap tha no free detect chẳng vì prap tha admin virus detect đi chẳng dừng chụp bật vì máu ok dạ chẳng anh ấy cứ chỉ vị thi ta thì buồn chẳng ca pra pra ca đầm làng USB đi security thấy mối tiền chấm nốt bằng thám không ca pra pra security không ca pra pra flash USB cứ tôi hỏi là dừng cho dừng đọt flash USB chỗ dừng khơi như trẻ nhóm tay khơi mong bộ ôn phía cho đánh cứ gọt đập bỏ click nở lưu USB chẳng vì chi mù là hạt thơ ai mê rốt chỗ không computer chẳng nhóm recommend nhóm có nghĩa chạy mà sẽ đám dù bị thả open chẳng virus nâng cứ bị ạch lo này chẳng crop folder nở lưu USB flash cứ dừng chạy click right click คือ open អញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបប្រើកុំឲ្យ virus ឆ្លង ok អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង ប្រហែល ចំណុចនេះគឺខ្ញុំ បាន share ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការការពារ computer អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យ virus ឆ្លង អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏មិនយល់ក្នុងចំណុចណា អាច comment នៅខាងក្រោម video អញ្ចឹង ខ្ញុំ នឹងធ្វើការ ដោះស្រាយជូនណាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ